Đây là côn như khúc gỗ cẩm thị nha anh em. Đây thì chúng ta thường thường mua côn như khúc về chúng ta tập luyện, nhưng mà chúng ta cũng chưa bao giờ chúng ta suy nghĩ một cái mà nó chất hơn một chút xíu, đó là côn như khúc của chúng ta là thứ nhất là vừa tập luyện này, thứ hai nữa chúng ta vừa trưng bày này, thứ ba có thể làm quà tặng cho thầy hoặc là những người bạn quý mến của mình. Thì ở những dòng gỗ mà gọi như là côn gỗ phải chất lượng, đảm bảo chắc chắn. Cái tiếp theo nữa là ngoài ra thì hình thức ở bên ngoài, cái vẻ bên ngoài của nó cũng phải đẹp đấy. Dạo này trên mạng thì thường anh em xem trên mạng thường thường người ta hay nhắc tới là vẻ bề ngoài nó quan trọng lắm. Thì đây là một trong những dòng côn gỗ mà vẻ bề ngoài đẹp, đây là côn gỗ cẩm thị. Đấy. Đấy, côn gỗ cẩm thị. Rất đẹp cho anh em. Thế anh em biết đấy, côn gỗ cẩm thị này nó về hiện tại bây giờ mình đang làm 3 mẫu, thì lát nữa mình sẽ cho anh em thấy những cái mẫu nào. Thì thứ nhất là mẫu 8 cạnh. Dòng này là mẫu 8 cạnh anh em. Có đầu to, đầu nhỏ. Đầu nhỏ đây là đầu ở trên dây là 26, đầu to là 30, côn nặng là 400 g. Thì cái côn này là làm theo hình 8 cạnh. Thì anh em biết rồi đấy, 8 cạnh này. Trong video này, tại vì cái đường vân nó nhìn nó che mất cái đường cạnh của chúng ta đi, nên nhìn cạnh nó không có được rõ. Không biết anh em thấy cạnh rõ không? Để cái góc nào cho anh em nhìn cái cạnh nó rõ. Thì cái cạnh của bên mình làm rất chi là vuông vắn, thẳng, đẹp, đều. Nói chung là các thành cạnh nó phải vuông vắn đều. Mình đang lựa cái góc nào để đưa cho anh em xem, để cho anh em thấy được cái cạnh của nó là vuông vắn đều. Đấy đấy anh em xem này, đấy vuông vắn đều đấy. Tại vì quay ở xa sợ anh em không thấy được rõ nên là mình phải quay gần cho anh em xem đây. Đấy, với đường vân nó che lấp. Ngoài ra thì các thành vuông vắn đều đặn thì còn làm một dây xích khớp xoay cho anh em nào chơi dây xích khớp xoay có luôn. Đây, dây xích khớp xoay loại tốt nhất lắp 4 ly là đảm bảo cho anh em chơi không bao giờ bị đứt côn, dây côn là đảm bảo là không bị đứt. Ngoài ra cái độ thẩm mỹ của nó nữa, tức là các bạn có thể chơi côn loan côn không bao giờ lo bị cấn tay, bởi vì những con ốc nó chìm vào bên trong. Ốc này là ốc lục giác bằng inox và dây xích cũng bằng inox luôn, nên thành thử ra là nó không gì xét. Đấy. Nó có rất nhiều những cái ưu điểm là như vậy. Côn là phải đẹp, phải chất, để cho anh em vừa chơi vừa tập luyện vừa trưng bày vừa làm quà tặng được luôn. Đấy, lát nữa mình sẽ cho các bạn xem mẫu. Thì còn giá cả như thế nào thì anh em có thể vào trang web của mình để trên màn hình, hoặc là gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của Toàn để Toàn tư vấn trực tiếp cho anh em. Thì thương hiệu côn nhị khúc của Toàn hiện tại năm nay là năm thứ 5 rồi sản xuất côn nhị khúc, nên là giá cả nó rất chi là êm nha anh em. Thì cái cây này thì nặng 500 g, nó có dây xích cấp cho, còn cây này là 400 g. Đấy, còn khi nãy mình đã nói rồi, tổng chiều dài của côn là 30 cm nhé. Còn dây dù và dây xích này anh em có thể đặt theo yêu cầu, nhưng mà mình sẽ làm bằng cái cổ tay của mình. Thì là cổ tay của mình dây trung bình là 15 cm, thì mình nghĩ là cơ thể của mình là 60 kg nó sẽ trung bình với anh em. Còn anh em là to hơn hoặc nhỏ hơn thì anh em có thể đặt theo yêu cầu. Rồi mình sẽ cho anh em xem thêm một hai mẫu côn nữa anh em nhé. Đây là côn gỗ cẩm thị xanh, có bọc inox cả hai đầu, dây xích khớp xoay lắp 4 ly. Đấy, loại này là loại dây xích khớp xoay loại tốt nhất của bên shop mình. Đây, còn côn gỗ cẩm thị đây là gỗ tự nhiên không sơn, nên anh em nhìn này rất chi là chất. Đấy. Côn gỗ cẩm thị xanh dây dù. Chất hơn nước cất. Cái này là gỗ mun khách đã đặt rồi. Đây, hàng hiếm.